anh nghĩ cầm 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 vững nha, nổi nổi tài lắm rồi. Này kênh YouTube Úc Viện nha, kênh YouTube Úc Viện hân hạnh tài trợ trồng găng cho anh 66 TV luôn á. Anh chỉ làm một lần thôi nha Nhi. Dạ Tùng xin chào quý ông bà cô chú, quý anh chị và các bạn. Tùng cảm ơn cả nhà trở lại kênh 66 TV. Dạ Tùng hiện tại đang đứng này. Trời ơi cô Út, tưởng đâu con tưởng đâu bộ đội. Bộ đội xuống. Thế đâu bộ đội xuống hả? Dạ, hiện tại Tùng cùng với cậu Út với em Nhí đang có địa điểm này cả nhà ơi. Đây là cậu Út mình với lại em Nhí. Nhí ơi, chào cả nhà. Có trẻ luôn. Ủa, trời con tưởng bộ đội nữa. Con tưởng anh bộ đội xuống nữa chứ. Bộ đội đang mang đèn nữa hả? Đây là anh Nghĩa trời ơi. Ơi ủa chạy xe mà đeo đeo đèn vậy, tưởng đi văn lưới chứ. Cái đèn hả? Cậu Út tưởng đi văn lưới chứ. Dạ đây là của mình cả nhà ơi. Đợi lâu lắm, đợi hồi sáng tới giờ luôn mà tại vì đường xa đó cậu nên giờ này em mới tới. Giờ Phúc chạy xuồng qua vậy. Dạ đúng rồi, anh Phúc về chạy xuồng qua rồi, giờ anh em mình đợi chút xíu nha. Dạ alo. Dạ alo anh Út ơi, anh tới đâu rồi? Em gửi định vị cho anh, gửi định vị cho em qua chỗ nào? Em gửi định vị cho anh rồi đó, em mới gửi định vị anh coi đi. Rồi. Dạ. Em đợi anh nha. Thì hôm nay á là một ngày cũng rất là vui, rất là đặc biệt. Hôm nay Tùng đến đây để nhận hàng. Thì muốn biết món hàng đó là gì thì cả nhà xem tiếp video nha. Rồi ơi, vô nè. cái vụ này nhớ không tết trên trong kia trên mạng giờ bán 3 đô 99 ngàn. Ông đây ông rảnh lắm. Đất cờ nãy không đâu có cái là bữa thằng Đạt nó đậu xe đè lên hết vậy nè. Cái tiền trống nè. Sẵn cái giả bộ đá đặng anh Tùng lại quay đặng mét cái vụ mà đặng ơi cái dép nó vậy xin tiền mua dép thôi mà vậy rồi hiểu rồi chiêu đó chiêu biết dép này còn mỏng quá, cái Út nó còn 5 chỗ. Nhắc cái vụ cái Út được à, mua được dép gâu của bộ đội đó đụng mày cả đời luôn đó. Biết sao hồi nãy không, cái ngày cái Út đầu dính ra là mà dép vô cũng bị cái Út đầm nữa, dép mà mang dép cũng bị cái Út đầm luôn á. Dạ dạ thôi giờ bỏ xe bỏ đâu bụng chạy vừa bắn luôn hả? Cái gì xe gì cậu? Không, anh này anh đi với anh tài xế đi anh qua mình chơi. Quên nữa, rồi sắp xếp hồ bánh chơi ăn lẩu cậu Út, ăn lẩu ba sa hồi sáng quá. Qua chút đi, đi gì nhí vậy đậu nhà chỗ cúp đó hồi đi vòng đường thì nó về thì xe ăn cúp đi anh chích gì vậy, mà quan trọng là đêm này nó bắt nhầm đột bầu chứ lắm nha. Thế chiếc nào cũng hút quẹo nè. Em thấy mấy anh phải vào đây là ổng có cây cờ, ổng cầm cây cờ vô mà ổng vô chỉ vô đây rồi coi. Đi ra đón nè. Alo. Em tới đâu. Anh chạy tới chút xíu em thấy xe anh rồi. Anh chạy tới chút xíu có cái đèn sáng sáng đang đi ra nè, anh thấy không? Em phía dưới mé sông á, anh nhìn anh thấy em à. Tay phải hả? Đúng rồi, tay phải nè, có đèn sáng sáng em đang đứng mình em à. Ủa lộn, em đang đứng dưới. Rồi đèn sáng gọi lên đúng không? Đúng rồi, quẹo xuống đây nè, có bãi rộng lắm. Rồi có bãi xuống. Đúng rồi. Pha đèn lên là anh thấy cái nào. Xe tới rồi cả nhà ơi. Hello anh Tài. Quay đít lại. Quên nữa. Xe đang nó chở nổi không? Nó chơi lên cái máy nó nằm đây nè. Có mấy anh đậu đỡ đi. Đấy, hai cái đầu kia là xe ba gác là chở đúng không? Xe này mở bẩn ngang mà. Xe ba gác lại chưa? Rồi, tới. Rồi, ok. Vậy mình đậu đây lâu được không? Vậy đậu đỡ cho anh rồi. Đậu đây lâu được. Rồi, kéo thắng đi.
Trời ơi, idol của tôi. Idol hả? Đấy anh. Dạ, đây là anh Út Viện cả nhà ơi, ở Cà Mau. Bởi vậy không nói Cà Mau xa lắm. Đi tới từ sáng mà tới giờ này mới tới đó nha. Đi mệt dữ luôn lắm không anh Út? Nói chung là cũng không mệt gì mấy anh. Dạ. Đây là ông chủ bán máy ở Cà Mau, Đầm Dơi cả nhà ơi. Thì anh em cũng có quen biết qua YouTube á, cũng nhờ YouTube anh em mình mới quen biết nhau. Thì hồi 2 năm rồi á, Tùng có nhờ anh Út để chia cho anh hai mình một cái máy 3T. Thì hôm nay là một dịp đặc biệt, anh em mình có việc hợp tác thêm. Thì mình nhờ anh Út á, chọn cho mình được mấy cái máy nữa để về cho mấy cậu cháu, mấy anh em mình ở đây để có thêm phương tiện để đi làm lưới. Được hay là cho lửa thì mất lên lửa. Cái gì ta? Có cái 66 á là chịu lại thôi, còn hai cái này thì ở đây. Có cái mà dạ. Ở đây 66 thì chịu lại rồi. Quên lộn. Sẽ cái 66 với cái 63 ở đây chứ lộn, chịu cái 6 chịu cái 63 là. Đúng rồi. Nghe nói lộn lộn rồi đó. À. Sai đó. Sai. À ghê lại luôn thẳng ơi. Quá. Đây là mấy cái đầu máy nè. Thì anh Út mình đã dọn rồi, đây rất là đẹp rồi. Còn bên đây là dàn cầu. Mấy dàn cầu cho mấy cái máy này, giống như máy của anh hai mình hồi 2 năm trước á. Bên này thì mình được có duyên mình nhờ anh Út làm gác cho mình 3 bộ máy vậy, 3 cái máy. Máy này gác được không em chạy được không? Được hết á. Để em nghiên cứu rồi. Được hết á, đặt ngay chỗ giữa mà giữa sườn á. Để về em thiết kế kia rồi. Dạ. Cái nào chờ lại đây nè. Cái đó là hả anh Tùng? Cái 63. Ờ quên á. Để con lên với anh Út con ơi. Mày lên đi, mày biết rồi. Mày lên nó lại lắm. Nhí, dạ lên nè. À. Rồi ok anh ơi. Một cái 63 không? Dạ đúng rồi. Cái này là có chữ Timmy của là tên của chú Timmy đúng rồi. Đây là ân nhân của anh em mình thế này. Chú Timmy. Timmy 66 TV. Dạ. Còn đây là 66 TV. Dạ. 66 nè. Dạ rồi. Thì dạ. Cái này xuống chiếc xe nè. Nhí nhí. À đúng rồi, phụ anh nhé. Phụ anh với Út nè. Anh Út cái nhà. Có giấy kế này nè, để cho anh. Ai da, nó nặng quá à. Nha. Cái đó là xe nữa đó. À Nhí ơi. Anh nãy em này đang ngủ. Em anh ha. Rồi dở nha anh, em buông á. Dạ rồi. Để cho bộ. Cái này đá nằm trên, nó nằm dưới cái nè. Cái này nó giống như giấy tờ. À có giấy nè, quên nữa. Giấy nhóc anh ơi. Nhiều lắm. Đi vô. Bệnh một cái nữa hả? Đó là không có ở. Không, chở xe hai cái à. Để nằm xuống luôn đi. À, đã chở nằm sao? Anh Nghĩa. Cái này có Nghĩa nè. Cái nào? Cái này cho cánh cái này cũng chạy nó hồi chứ. Đúng rồi. Cho tay vịn vậy được. Cái này cho nằm xuống được. Cái con Nghĩa nó có hai cái miếng hai cái miếng in ra nè. Rồi đây. Em anh coi nè.
đây là có chữ Timmy á, Timmy 86 ơi. Còn đây nói chung là có hai cái này của anh nè. Có một tấm thôi tại vì cái này của con chú Timmy. Có phần chữ Timmy là có nghĩa. Rồi rồi á. Rồi giờ lấy bộ cầu. Ủa má, giết mẹ ám ảnh luôn, cầm vô bô sẽ nóc giật ra liền chạy. Dạ con. Dạ rồi. Rồi cái bô tức giật vô thì chạy. Nhé. Mày. Cái này mày để đây đi. Để cho nó cắm vô má nha. Mày lộ đây anh nhé, anh nhé bước lên đi. Anh nhé bước lên coi cái tên nó ổn coi. Không cắm mày á, ngồi nó luôn đi. Được được. Cứu em mà được. Cầu là giống nhau. Ờ đúng rồi, lát cầu giống nhau. Dạ. Cái này mấy ảnh biết mà. Tốt. Cái này mình làm được mà không không? Không biết thằng kêu tèo hả? Còn chiến dịch nữa hả? Gì hả? Rồi, đủ đề nữa, bỏ tay sáng qua lắp đi quay. Không. Rồi nghe coi thấy không? Trong này thì tới rồi. Sáng anh qua bên anh Phúc đi, tại vì anh Phúc lắp đi gian à. Dạ. Đúng rồi. Giờ thấy mới biết lắp. Em mới nói này, nói thay biết bữa hôm vậy em kén cái chân vịt tắt tám thì nóc rồi. Thiệt bảo. Ông ở đây mua không có. Ở đây mua không có thiệt. Ai biết đường đâu lần không biết nữa. Mấy ông chơi mấy bự tôi chứ chân vịt nhỏ xíu thôi. Ở đây mua chân vịt đây nó không có. Chân này đâu quá tôi này. Kè. Cánh này này máy này 11 ngựa, dòng tua 2.6. Chị mát nó 2.8 nha nhời. Cái này tôi chậm. Máy đó. Bt sáp 3. Đây là máy của cậu Út à. Đi dịch thao coi nha ơi. Đi dịch thao. Còn gì review không? Bây giờ mình gắp máy xong là mình tổ chức một cuộc đua nha cậu Út. Đua xuồng. Có em đua kia. Không? Có em chống không? Đua ba máy này thôi. Vậy. Vậy tao đứng sao cho. Tại vì cái nào tao không thua chứ. Tao bự hơn. Chắc hút chứ. Hút nó chạy đường nào lâu chứ trời. Chứ mấy cái này chạy lại mấy em đâu. Anh thấy cỡ cái ghe quá hả? Còn sợ em mà. Mấy cái này nghĩa địa gì với cái ghe đó. Nó gặp em một cái nó chạy giữa không nó chạy mất tiêu luôn thấy không. Nó sợ chạy gần chiều cho em. Bạn mình gọi đèn xa dữ rồi. Không biết bến ở đâu đó. Anh không biết bến đâu anh mới gọi giữ thằng á. Vậy nha, đèn đó nghe. Thấy đông dữ chưa? Anh nghe, cái nào của 66 anh cầm nha. Trên mỗi cái máy đều có một cái logo kỷ niệm YouTube 66 TV. Đây là anh Út Diện đặt cách đi khắc lên để kỷ niệm cho Tùng đó nha ơi. Chìa máy này chưa có gì. Cái bên kia có à, không có rõ ra.
cái bên kia có rồi, anh cứ cố gắng là kiểm tra. Vậy mà không thể thôi, giờ này là nhậu đâu rồi. Sao kiểm tra được không anh Út? Ổn không? Trời ơi. Ơi này bạn nè. Út ơi bạn nè. Em cũng có cái thùng nữa nè. Trời ơi nay mới phát hiện. Rồi hai anh em mình tâm đầu ý hợp anh ơi. Giống. Giống nha. Cái này coi ở trên TV hoài nè, để cái quên xong cái đầu cầm lộn nè. Cái này hai bọc lát nha, bọc lát một bọc là lát 18. Để gần chơi này là cái 18 hả? À bọc lát khác nhau nữa hả? Coi lại cái đi anh quay. Bạn đánh dấu cho mấy ông đi. Nó y như mà xe mình hồi xưa. Rồi ra. Cái đó bự á. Cái này lát 18 nè. 18 bên nào? 18 bên 66 hả? Có 18 là bên 66 nè. Chạy ra đây chạy vòng 16 bên đây. Rồi. Coi anh Nghĩa ơi, anh Nghĩa, cái chẻ nước nó có gì nó có lỗ. Còn à cũng được, thì cũng được. Rồi, hello anh Phúc mình. Hello, hello. Âm hầm mẹ ship lớn mà đi âm hầm vậy không. Ngoài ra mấy cái kia là giống nhau. Dây là giống nhau. Dây dầu. Dầu này có cổ dây thẳng ở đây. Về cái đầu trên á mình hơ quẹt. Hơ cho nó mềm mình nông vô. Trời nút ở ngoài đẹp trai dữ trời. Không có lỏng lưng á là nó không bọc dầu mình dính này lại. Còn nếu mà canh dầu không biết cách làm á điện em chạy qua em làm cho. Nếu mà hai vòi xe là chạy điện em chạy qua em làm cho. Hỏi bị bọc. Sáng nhiều khó chạy qua gai gáp hai cái thì dễ quá. Ủa gỡ cá anh gỡ được mà gáp máy anh gáp không được anh nha. Máy dầu xài quen rồi máy cậu Út gáp lưới còn gáp được rồi máy này ăn thua gì cậu. Cho nó chắc ăn đi để gáp vô. Ủa quen dòng rồi. Đâu có cái kêu nó dính cái xe bây giờ để máy hút xuống nè. Dạ dạ dạ. Bên đây đủ chưa? Chưa đi nè. Đủ chưa để anh lấy chạy. Bạn dính tới tháng trước chúng đi tiếp máy ảnh xuống rồi đi mình về. Áo nhớ áo chạy chút chút chạy chạy. Có kiện nữa nè được anh không anh nghe ơi. Ừ anh đi đi. Anh với lại cậu Út qua đi đi này cho xe nè. À rồi, vậy anh nghĩ chơi theo. Rồi rồi. À về trước à. Rồi, chúc ghé, chúc ghé. Chúc ghé. Rồi rồi, cảm ơn nhiều anh ơi. Tội đèn đi xuống chợ, tội đèn không giúp mặt hả? Mà ông lại về sợ cao điện hả mày? Ai ơi, nghe hiểu ha. Trời ơi, ba đồ quỷ. Gì vậy, 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 vậy? Quay đây nè, coi mặt có nhăn không? Quay đây mặt có nhăn không được. À, đây là cái máy Tùng tặng cho anh Phúc với Châu Kiệt 3T63. Đây là bộ cầu. Bây giờ mình lên mình khiêng cái đầu máy xuống. Ở dưới đây mặc em được rồi. Chương làm gì? Em giận. Cái này nó lấy cái này để em. Cái này không đáng khen mình á. Từ từ nhé ơi, đợi anh Phúc lên.
Thì máy nào cũng vậy nha. Anh Út mình là khách. Cái bạn đi kỷ niệm. Ủa vậy, em thích khen bạn anh Tùng cho. Rồi vô anh ơi. Ê nặng nha, nặng nha hai người nha. Đừng có ỷ anh Phúc đâu, ỷ sức được. Rồi luôn. Rồi. Chìm im ra. Rồi hai cha con đi xuống đi chạy. Rồi đi tiếp trời. Vậy vậy anh ba kêu nói anh ba. Anh ba báo này sao anh tính báo em. Tao biết tao là anh ba báo rồi. Anh ba báo rồi. Khiên đi mai mốt chị mai. Trời trời. Còn thử nữa. Trời vậy em có đầu máy được luôn rồi. Em lắm. Có nặng nề gì đâu. Bởi vậy em tính xong cái em mới thuộc á. Vô nghe kẹt đi kỹ nha con. Con đang gắt ra chân. Có ai kêu mấy xuôi gì được con không? Từ từ nha, hút cái nhớt, bộ nhớt ở dưới á. Ok. Rồi lên cái đi rồi chỉnh. Lên cái đi rồi chỉnh. Anh Phúc, hồi coi cái điện thoại nha, có gì em về tới em điện anh, anh rước. Thì anh rước vô, anh rước á. Chứ nãy em điện anh không được. Tùng về trước, con chưa về tới nữa. Rồi, rồi vậy về nha Kiệt. Bye bye, bye bye. Vậy là giọt phải không? Rồi, rồi, giọt rồi đó. Ông ác, có đưa ông ác gì nào? Ảnh có giỏ nè, có giỏ này nè. Giỏ đâu? Có giỏ này nè. Trời, cái giỏ gì vậy? Giỏ đồ ngay. Này là gom hết sức kẹo không? Nè lấy vợ giấy đi. Nè kê đi cho để chày sơn này kia uổng lắm. Kê. Nè con. Kê. Con kê đi lấy giấy rồi kê đi. Để khi máy mình mới để chày hay là tránh cái uổng lắm. Sót lắm. Ờ. Kê vô đi con. Cài kê chim vô đi cho nó yên. Cưng chèo lên cưng ngồi trên đất chặn xuống. Bây giờ anh Út á, anh xong chưa, anh với anh Tài xong chưa? Anh với anh Tài xong công chuyện rồi phải không? Vậy bây giờ anh đi ghe với anh Phúc em về bên bè đi. Rồi em chạy về sau, chạy đường vòng. Quá trời quý rồi cả nhà ơi. Rồi giao máy anh Út mình đích thân đi lên Đồng Tháp giao cho mình luôn. Anh Út quay qua nữa, nãy giờ anh chưa chào khán giả em. Anh Út chào khán giả Sám Sáu TV nha. Chào khán giả Sám Sáu TV. Dạ. Nay Cà Mau lên Đồng Tháp gỡ lúa. Dạ. Dạ dạ dạ. Dạ rồi. Thôi vậy ha. Chờ quên nữa trời. Đi không được không? Được không? Được anh. Đi cứ ghi đi cứ ghi. Chẳng không bây giờ anh tin em không? Vậy nữa. Em bắt cái miếng dán em chạy ụt lên luôn à. Chạy đi anh Tuấn, 2000 tiền đò anh đi chạy vòng nhé ơi. Dạ rồi, dạ rồi. Sợ trời. Được rồi, mấy anh em về bển trước ha. Lát nhớ quay cho trời. Rồi chứ anh. Giờ này đói lắm mà, về bển mới ăn kiếm đồ ăn mới được. Dạ rồi, dạ rồi. Có, em kêu. Có kêu rồi. Dạ dạ dạ. Rồi mấy anh về nha. Dạ hả ba báo. Hả ba báo về nhà hả? Minh Anh, Minh Đức chào khán giả chứ luôn nè. Minh Đức, Minh Anh. Minh chào khán giả nè. Khán giả. Chào khán giả nhà đi Minh Đức. Đây là Minh Đức nè cả nhà. Minh Anh, Minh Nhật, ba đứa con của anh Nghĩa. Sáng nay thì Tùng cùng với anh Út qua đây để gắp máy cho anh Nghĩa cả nhà. Vừa thay nhớt mới vô luôn. Đây là máy 3T66. Đây là phần quà của chú Timmy Nguyễn. Chú Timmy có kênh YouTube là Timmy và Vườn Rau. Thì xem Sáu Sáu TV cũng có
tấm lòng hỗ trợ anh Nghĩa mình phương tiện để đi giăng lưới. Cái gì con? À chú Tùng như đó hả? À đây đây khán giả trung thành của 66 TV này cả nhà. Nhờ mình nhiệt kênh nhiệt trò. Giỏi quá ba anh em. Đây là một đoạn nhỏ thì Tùng ghi lại để kỷ niệm cả nhà. Thì anh em mình qua tới để hỗ trợ tận tình cho anh Nghĩa để gấp cái máy luôn. Chút xíu nữa mình sẽ qua nhà cậu Út. Trời ơi anh Nghĩa ơi, trái tim vàng anh Nghĩa ơi. Vô nữa hệ nữa rồi anh Nghĩa ơi. Cái này sao? Cái này mấy ăn gì này gì vậy gì à? Gì à, YouTuber phải không? Dạ. Nghĩa. Dạ. Sao tối nay ăn mừng đi chứ. Tối nay hai chồng ăn mừng có trái tim mà. Trái tim vàng nữa kìa. Trái tim vàng. Cặp về đó. Đó rồi xong. Dính đó. Vô luôn. Dạ. Lấy 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 cặp về đây lên câu luôn. Dạ. Di đề di đề tối á. Cặp về đây đây ôm á. Chú Tùng. Kêu bà chú Tùng. Mỗi bữa mày lanh mày la la dữ lắm mà. Chú tao bảo chú. Chú nó khăn tiếng rồi. Chú. Chú nghe không? Cái chú được rồi đó. Chú. Giỏi quá. Chú. Cái vô gì nữa? À, ông còn nhớ cái này không? À. Giờ có chuyện để xài phải không? Là móc khóa hả? Móc vô đây đây nè. Có lợi lắm à. Như giống móc khóa xe quá vậy. À, ông Tùng hả? Mới cho đi. Đó, bây giờ có việc xài nè. Để cho móc vô cái đất cái không? Chúng cái trà đó, cũng vừa. Ừ. Thử coi. Ê nhỏ nhỏ mà có vỏ nha anh Út. Cộng đó cái máy này ủi bộ hơi vất vả đó. À đây là bây giờ mình giật máy nha. Anh Út nói cái cộng dây giật này nhỏ quá. Lát mà em có rụng nha, em chở em đi cộng đi. Quán gì vậy? Đơn giản quá ta. Vậy này không đủ lực anh ơi. À, không đủ lực rồi. Dễ. Nhỏ quá không đủ lực anh ơi. Vậy lấy gì bự? Lấy gì? Anh lấy dây phao thôi anh nhé. Đó lấy đồ nghề ra nè. Anh kiếm cái cây cỡ cái lớn đi. Cái đầu anh chặt ngay đây là em hai bỏ cho anh luôn, anh lấy dành có giật anh giật luôn rồi. Cây bự cái đó hả? Không tiếp sắt. Đâu sắt nó bị giật cái gì. Lấy cái bình khí. Cái cốt kìa, lấy cái cốt kìa. Cây thôi. Cây cốt vợ vậy vợ xài. Kim mua lại mấy tiệm đồ sắt á. Thì nó bán cái tay giật còn ngủ á. Nhóc. Ừ. Dưới kia kìa. Xài đảo này đi được không? Đảo này được không? Cái đó bự quá rồi. Nói chung là anh vừa tay anh cầm á. Ừ. À, anh Nghĩa thì cầm đồ bự quen rồi anh ơi. Cái, anh Nghĩa anh đi em cái đầu giật cái kia. Chơi cầm to luôn ha. Tụi nó không đủ lực vậy không thảo má giật nữa. Nó giả giật không, nó giả tay được. Tôi giật cho coi kìa. Không được chạy không. Dạ chưa, tại máy mới á. Từ từ chút xíu. Dạ, qua dầu chứ. Ồ, cái này hay là chạy liền đó nhà ơi. Hết hồn hả con? Ôi.
cắt nè. Nè chỗ này là nó mềm quá. Dịu qua tới tôi cắt cứng rồi. Thử à. Nè vô hai tay. Hai tay một tay. Đứng trên như cậu luôn á. Đứng vô như cậu luôn hai tay. 1 2 3 mắt. Ông kéo lưới hay lắm anh nhỉ. Anh nhỉ ơi. Nó chưa vô thế. Trời ơi, dân kéo lưới neo. Rồi. Kiểu này á. Kéo tới tuần cắt chưa? Mà anh khoa kéo nữa tôi cắt rồi đứng này rồi hết bỏ tay tự tập vào đây quá. Tôi kéo lưới neo dữ lắm mà nghe. Không chưa rồi anh em mình chúc mừng cái coi. Vậy rồi, ba anh em mình đã hoàn thành gáp được cái máy cho anh Nghĩa, anh ơi, chúc mừng Nghĩa nha. Rồi, vô, cảm ơn Út, vô. Vậy rồi, giờ mình sẽ di chuyển qua nhà của Út để gáp tiếp. Dạ, thì tiếp tục cuộc hành trình, anh em mình đã đến nhà của cậu Út. Hôm nay cậu Út, em Đạt với em Nhí đều đi giăng lưới hết trơn rồi cả nhà ơi. Tại mình hẹn là hẹn buổi chiều, nên cậu Út với em Đạt thì buổi sáng đi giăng lưới, giờ này gấp trưa rồi, mà chưa về kịp. Mà anh em mình thì tranh thủ cho thời gian thì ghé anh Nghĩa xong giờ chạy qua bên nhà cậu Út luôn. Thì máy cậu Út là máy 3T63. Đây. Qua đây. Máy cậu Út là 3T63-11 nữa. Tua 2008. Dạ. Thì mỗi cái máy từng có nhờ anh Út làm một cái logo để kỷ niệm. Tiếp tục gắp máy vô coi nè. Cò máy mình bao nhiêu ngựa nút? 14 ngựa. Giống vượt quái xăng đó ta. Nhất cái nách anh nhé ơi. Đây anh vô. Dạ rồi. Thì hân hạnh giới thiệu. Sau đây là một pha giật cười bò lăn bò càng của 66 TV. Cái máy này giật nhẹ hơn máy mình mà. Anh em coi lát ra tiệm chồng găng luôn nè. Này kênh YouTube Út Viện đây, kênh thể hiện nè. Kênh YouTube Út Viện hân hạnh tài trợ trồng găng cho anh 66 TV luôn á. Anh chỉ làm một lần thôi nha Nhi. Trời ơi, tí nó cười kìa. Trời chơi giỡn thôi. Giỡn rồi hả? Không, chơi qua tôi gắt cái nữa ông ơi. Đúng rồi, không, khổ qua tôi gắt, anh có cúp mà. Ủa vậy anh quấn đủ vòng lên để ra sao? Để còn ra sao? Để mạnh ra sao? Thẳng luôn. 1, 2, 3, giật. Học quá cả nhà. 1, 2, 3, giật. Rồi không xong rồi anh đây. Anh nghe. Giục là sao ta? Cho em nghiên cứu ra ngoài hay sao ta? Được không? Không được rồi, để tí vô giật. Anh Tùng chỉ thử một lần thôi nghe cô chú anh chị. Ơi phải là em quấn kiểu này nó vụt phải rồi anh ơi. Cho nó vô trong rồi nó không vụt nè. Anh vừa xéo con dây cho nó phục ngàm á.
cổng này trồng lên cổng kia. Để làm sao? Một hai ba giật. Ông thằng máy độ con với. Buông cò sớm chút nữa. Vừa cảm thấy anh giật nửa vòng cái bạn anh buông lại chạy rồi. Anh nghĩ cầm 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 vững nha. Lỗi tài lắm rồi. Cái này anh ơi. Nãy giờ ai cừ mấy bông bầu không? Vô. Giật cái là điện không? Lắm, ừ. Đó. Chạy nha cả nhà. Cảm ơn đúng. Quá nhẹ nhàng. Ôi trời. Lạnh hơi dung. Đúng rồi, anh Ti con máy này nổ rất là êm đó nè, quá đã. Con gì vậy con? Con cá gì vậy con? Hả? Thanh kỳ. Thanh kỳ. Cấu nữa. Hồi, hồi nãy hỏi cha đi đâu, cha đi văng lưới cái gì? Cá sủ. Cá sủ vạn không? Anh nhí mình hôm nay văng liên lưới bốn phân nha, cái này cá xanh kỳ nè, cá út nè. Trời con cá út chỉ chạy. Cá út à, cá út à, cá út 220. À cái phần này 220 nè, 220 nằm chỗ này nè. Biết nhiều tiền đó. Nằm ngay á. Được, được cũng nhiều nha. Nhiều nha. 5 kg. 5 kg 5 kg. Nếu dùng tính hết, còn nếu mà tính xanh kỳ chắc cỡ 4 5 kg trừ út kia. Út này ít ha. Thôi chúc mừng. Cảm ơn Út nhiều. Quá cả rồi. Quá cả rồi. Anh em mình vừa hoàn thành xong một cái máy để cho cậu Út kia được đi nhận lưới ra nha. Cảm ơn anh Nghĩa nãy giờ dịnh mình giàu nha. Cảm ơn Út nhiều. Hên quá không chạy đi trồng găng. Bữa nay Út mình không có tốn tiền trồng găng vô tùng cả rồi. Được rồi, thì giờ anh em mình sẽ tiếp tục qua bên nhà anh Phúc và anh Hai. Anh em mình đã về tới làng bè các rồi. Thì nãy giờ anh Út đang sửa chữa cái máy cho anh Hai Tùng. Cái máy 3T này thì anh em mình mua của anh Út gần 2 năm rồi. Nãy giờ anh Út đang chỉnh lại cho nó qua dầu đều, cho cái máy mình nó nổ ganh ti cho giòn hơn. Hello Hào. Biết sửa chưa? Nãy giờ nhìn nó biết sửa chưa? Ok anh ơi. Ông thợ này mò mấy ngày trời nè. Ông thợ Đồng Tháp mà mò mấy ngày trời nè. Không có đồ lấy gì mò. Mò nhiêu đó. Bị cái này. Ông thợ ở lại Cà Mau lên làm kỹ lưỡng thấy không? Mò đó. Làm cái xả lên trên, ông mở lên trên co được. Hay nhất chưa? Im mà đó, ngon rồi đó. Đua được đó. Đua mình chơi 4 xuồng mình luôn, 4 ghe luôn cũng cũng nữa. Đua luôn. Mấy ông không biết chứ ông hồi với xuồng cái máy ông ăn nói cái máy này là không ăn rồi. Ui, cắt cái chân vịt nữa nha. Tôi cắt chân vịt đó. Tôi cắt chân vịt mới. Cái máy kia của ông thì nó không ăn rồi. Cái máy này nó vậy ông chạy đâu lại. Cửa nào bốn cái tem vô cái luôn. Đó. Được rồi, được rồi. Rồi ông thợ Đồng Tháp bắt tay ông thợ Cà Mau ơi. Ông thợ Đồng Tháp bắt tay ông thợ Cà Mau ơi. Rồi hợp tác vui vẻ nha, không phải mọi nha. Vui vẻ không ạ? Gắn nhịp vô kìa. Anh em mình tiếp tục cuộc hành trình. Đi qua nhà đi ra, dắt cái máy này cho. Máy này chiếu khác nè. Không muốn cái dạng tôi là nữ ốc tên không? Không có lỗng con dài chứ anh thấy không? Cái như đó là lỗng đó. Đây mình trăm 2 lít rưỡi nhất. Dạ. Nhất này dòng máy này thì anh mua nhất 50 á. 50 cách cho anh hoặc sao hơi đủ đâu nhờ. Miết anh, miết.
Biết. Biết nó mới hết rồi nè. Lúc này là nó rồi. Này cũng bổ cái nghĩa nè. Ông nghĩa ông dằn câu á. Ông dằn câu con cá nó vụt. Nó trời ơi sảy quá tức quá. Cấp sao con cá làm lại ông kêu quíu con quíu quíu vô ngồi xuống. Mạnh vô, nóng mạnh vô. Nóng mạnh vô. Miết mạnh vô. Anh Phúc nó còn bót lắm. Đó, trời ơi thổi mạnh cái là cái sạch liền. Thứ gì chịu nổi. Nước như nước suối. Nước trong nâu vậy không? Thôi nè, chạy lên cái đó. Ê, có chừng, có chừng. Ê. Là sao dính? Một cái tính này kìa. Ê chân cái anh là cái bồ nổ quá trời. Anh đi thì thầm được rồi á. Gọi là sao im như vậy này kìa. Trời, cái đó kìa. Hả? Cái gì ta? Nè lụm đi. Lụm lụm trời. Lụm liền chứ. Lụm liền đi cho nó. Lụm đi đi về bố. Hết rồi. Rồi. Có bệnh mà giật luôn. Ê kìa chạy chạy đi. Quá gấu không? Ừ. Ừ. Hai lần nữa. Chế đừng cho nó lọt cái dây giật cho đây nha. Để nó bót à. Rồi. Ngốc. Để lại cúp mạnh hay sao? Quá. Chút. Chưa quen. Anh cho nó dư ra ngoài chút anh nắm cái đầu cũng được nữa. Trời ơi, quá. Xả lại cái đầu kia. Anh ơi sao rồi? 1 2 3 giật. Ui, bốn. Chống chút. Không, bây giờ anh phải đứng cái thế mà anh đứng trước máy luôn á. Cái thế anh đứng trước máy anh Phúc, đừng đứng bên đó không. Tập lần đầu rồi cho quen luôn á. Đó. Nè cô ơi. Em 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 à. Được. Cảm ơn anh ạ. Vậy đây là khỏi mua bình luôn nè. Dạ. Trời luôn. Đó đúng tiền mua bình luôn anh Phúc. Anh chưa quen với mặt cây nó hơi nóng, cây đuôi cái đầu con phải cái chương trình. Rồi anh em mình rất là cảm ơn anh Út. Anh Út thì lên gấp ba cái máy cho mấy anh em mình với lại chỉnh cho cái máy của anh hai nữa. Rồi bữa nay anh Út mình hoàn thành 4 cái máy rồi cả nhà. Cảm ơn anh Út nhiều nha. Chúc anh Út về quê gia đình được mạnh khỏe, làm ăn phát tài, có được nhiều khách hàng gần xa ủng hộ anh. Giờ nữa ăn mừng nấu bạc nhớ alo em ha. Dạ rồi, ok anh. Cà Mau cỡ nào cũng lên tới Đồng Tháp cả. Dạ rồi.